Người xưa có câu, một xô nước không rung lắc, nửa thùng nước lại kêu leng keng, và nói, nổi trên mặt nước chỉ là cá tôm nhỏ. Quý vị thân mến, xã hội bây giờ người càng nhiều tiền càng khiêm tốn, còn người càng không có tiền càng thích khoe khoang. Khoe của thì được khen, thành thật lại bị cười chê, dẻo miệng được quý mến, còn làm việc tốt thì mệt mỏi. Người không có tiền thì nói người có tiền số sướng, người dẻo miệng thì nói người chăm chỉ làm việc là ngốc nghếch. Người không có tiền thì giả vờ như mình có rất nhiều tiền, còn người có rất nhiều tiền thì lại giả vờ như không có tiền. Xã hội bây giờ nhiều người ăn mặc xanh điệu, lúc nào cũng thích thể hiện mình giàu có, nhưng thực ra trong túi lại chả có đồng nào. Còn hầu hết những người giàu có lại ăn mặc rất bình thường, nói chuyện rất khiêm tốn, lịch sự, sống rất tiết kiệm, không lãng phí, không tiêu tiền phung phí. Xã hội bây giờ nếu chúng ta chú ý quan sát sẽ thấy, càng những người có tiền, có năng lực, họ lại càng không thích khoe khoang. Họ chỉ chăm chăm làm những công việc của mình, bởi họ biết rằng năng lực sẽ nói lên tất cả. Bên cạnh đó, thì những người càng không có năng lực, họ càng muốn thể hiện khả năng của mình thông qua sự hào nhoáng bên ngoài và những lời chém gió. Thật ra những người thật sự hạnh phúc, họ không cần phải đi khoe khoang làm gì. Con người càng tự ti về điều gì, càng muốn che giấu đi điều đó, và càng thích khoe khoang về cái gì, chứng tỏ họ càng thiếu đi cái đó. Bởi vì họ thiếu cảm giác an toàn trong tâm, nên họ mới không ngừng dựa vào vật chất để làm vỏ bọc cho cái đầu và trái tim trống rỗng của mình. Người càng giàu có họ càng không thích thể hiện. Họ rất tôn trọng những người dùng sự nỗ lực để thay đổi cuộc sống của bản thân, bởi họ hiểu được rằng tất cả những gì họ đang có được kỳ thực là lấy từ người khác. Một người luôn khoe khoang về sự vị tha, trong khi bản thân anh ta là một kẻ ích kỷ. Một người keo kiệt nhưng lại luôn khoe khoang về sự hào phóng. Một người luôn nói rằng không quan tâm đến vấn đề tiền bạc, trong khi thực tế anh ta thấy tiền quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác. Đó là một vài biểu hiện của quy luật phô trương mà bạn có thể gặp ở bất cứ đâu trong đời sống. Nhiều người có thể coi thường sự giàu có, nhưng trái tim họ không thể thoát khỏi ham muốn giàu có. Họ có thể chú ý đến sự khiêm tốn, nhưng tâm trí cũng không thể quên việc danh tiếng bên ngoài của họ như thế nào. Trên thực tế, thực lực của bạn sẽ được chứng minh trong suốt quá trình sống và làm việc. Vì vậy không nên khoe khoang về bản thân, nhất là phô trương về tiền tài, vật chất trước mặt người khác. Sự phô trương thái quá khiến bạn tự hạ thấp giá trị của chính mình, tự cho người đối diện thấy bản thân là người như thế nào, và chính bạn đang vô tâm làm tổn thương người khác. Lúa chín cúi đầu, sông sâu tĩnh lặng, những người càng có khả năng trình độ cao thì sẽ càng cư xử khiêm tốn và ít phô trương. Tại sao họ không thể hiện mạnh mẽ và tự hào hơn? Bởi vì bản chất phổ biến một sự thật rằng các khía cạnh của vấn đề phải được nhìn qua các mặt đối lập. Nước đầy quá sẽ tràn, trăng tròn rồi sẽ khuyết, sự tà ác sẽ xuất hiện cùng lúc với niềm tự mãn. Người xưa có câu, một xô nước không rung lắc, nửa thùng nước lại kêu leng keng, và nói, nổi trên mặt nước chỉ là cá tôm nhỏ, những con cá lớn thực sự đang chìm dưới cùng. Cho nên những người càng khôn ngoan hay có năng lực, họ càng hiểu được rằng kiêu ngạo chỉ khiến mọi người lùi bước và sự khiêm tốn khiến mọi người tiến bộ. Vì vậy, họ hành động thận trọng, cư xử mềm mỏng, khiêm tốn và ít phô trương. Quyền Linh MC giàu nhất nhì showbiz Việt, một đời lăn lộn để thoát cảnh cùng cực, thành đại gia rồi vẫn giản dị, nằm đất đi dép lào, bỏ tiền túi giúp dân nghèo nên được người người yêu quý. Khi bạn nằm dài trên ghế xem TV và ngắm nhìn những người nổi tiếng, giàu có, mọi thứ về cuộc sống của họ dường như thật quyến rũ và hoàn hảo. Đối với mỗi sự kiện tham dự, họ chuẩn bị rất kỹ càng về ngoại hình, thậm chí thuê người thiết kế riêng trang phục để xuất hiện thật nổi bật. Mặc dù tất cả chúng ta đều ngưỡng mộ họ trong những khoảnh khắc trên thảm đỏ, nhưng điều đó không phải là diện mạo hàng ngày của họ. Nếu nhìn sang những người giàu ngoài giới giải trí, bạn sẽ nhận thấy sự khác biệt rõ rệt trong tủ quần áo. Những người giàu thực sự không chỉ khiêm tốn trong việc lựa chọn trang phục, mà thậm chí hầu hết còn ăn mặc kém sang trong cuộc sống thường ngày. Điển hình chúng ta có thể thấy
là nhà đồng sáng lập hãng Apple Steve Jobs, lúc sinh thời thường xuyên mặc áo đen và quần jean khi xuất hiện trước công chúng. Một blogger đã chia sẻ lại rằng, nếu bạn có thể gặp chú tôi, chắc chắn bạn sẽ nghĩ rằng ông ấy vừa chui ra từ một gầm cầu nào đó. Quần áo của ông xộc xệch và giống như ông đã chẳng thay đồ trong nhiều ngày. Đôi ủng thì dính từng mảng bùn đất. Ít ai có thể tưởng tượng được, ông lại là một trong những người giàu nhất ở Virginia, một trong những ông trùm bất động sản hàng đầu tại đây. Có thể báo chí đã sai lầm khi cố gắng miêu tả hình ảnh một triệu phú điển hình, nhưng thực sự đa số những người giàu có không sống trong những lâu đài, lái xe hơi đắt tiền hay thường xuyên lui tới những biệt thự đắt đỏ. Họ thông minh hơn bạn tưởng. Chú từng nói với tôi rằng, giàu có không phải là bạn kiếm được bao nhiêu tiền, mà là bạn tiết kiệm được bao nhiêu tiền. Các triệu phú thực sự không thích phung phí tiền cho xe cộ hào nhoáng. Khi lựa chọn xe hơi, họ ưu tiên hơn về bảo dưỡng thuận tiện và hiệu suất sử dụng. Có lẽ bạn nghĩ rằng hầu hết các triệu phú sống trong những ngôi biệt thự nhìn ra biển, nhưng thực sự hầu hết họ đều ở trong những ngôi nhà tương đối khiêm tốn, trong những khu phố đẹp, giá trung bình khoảng 250.000 đô. Họ đủ khả năng mua nhà mà không cần thế chấp hay trả góp. Hầu hết các triệu phú mà tôi từng gặp ít khi mặc vest. Họ thích những trang phục thoải mái hơn lễ phục và thậm chí họ mặc quần áo ở nhà khi có việc chạy ra ngoài. Nhiều người nghĩ rằng sao chép thói quen lối sống của một triệu phú, bạn sẽ có thể trở nên giàu có. Nhưng chớ trêu thay, những người giàu nhất lại là những người tuềnh toàng nhất. Đừng hiểu sai ý tôi, họ sống dưới khả năng thực sự của bản thân một cách vui vẻ. Ngược lại, hãy đề phòng một chút với những người lái xe hơi đắt tiền, sống trong những dinh thự xa hoa. Một số người trong số họ có thể giàu có, nhưng đại đa số đều đang cố gắng thể hiện sự giàu có. Bởi vì những người giàu thường rất khác biệt, họ nghĩ khác và hành động khác biệt, chi tiêu khác biệt. Cũng giống như chú tôi từng nói, là người điều khiển ban nhạc, bạn phải quay lưng lại với đám đông. Theo Quora, một giáo sư từng nghiên cứu rất nhiều về thói quen ăn mặc của người giàu. Tất cả mọi người đều cố gắng gây ấn tượng với hàng xóm, những người xung quanh họ ở mức độ nào đó. Tài chính của họ phụ thuộc vào năng lực và cách họ làm việc. Những nghiên cứu của ông cơ bản đã chỉ ra những điều sau đây. Những người nghèo cố gây ấn tượng bởi những gì họ mặc như trang phục, giày dép. Đó là bởi vì họ không có khả năng thể hiện bản thân theo bất kỳ cách nào khác. Nói một cách hài hước, người nghèo dường như muốn dùng trang phục để che đi cảm giác buồn bã, thua kém và tránh đi cái nhìn soi mói của người khác. Những người thuộc tầng lớp trung lưu gây ấn tượng bởi phương tiện đi lại, một chiếc ô tô thời thượng, xe phân khối lớn. Họ không muốn trông giống như kẻ nghèo khó, nhưng chưa có đủ khả năng thay đổi hoàn toàn lối sống để thể hiện. Những người thuộc tầng lớp thượng lưu giàu có thường gây ấn tượng bởi ngôi nhà họ sống hoặc những nơi họ từng tới. Một số sống trong những ngôi nhà sang trọng ở khu nhà giàu, một số là kiểu triệu phú nhà bên với ngôi nhà hết sức bình thường nhưng lại thường xuyên đi du lịch tới những nơi xa xỉ. Họ có thể sở hữu một chiếc xe bình thường không gây ấn tượng với bất kỳ người hàng xóm nào, nhưng có đủ khả năng xây dựng cả một trường đại học mang tên mình. Một số lý thuyết cho rằng hiệu ứng này thực sự có ý nghĩa theo hướng khác. Những người nghèo vẫn nghèo vì họ tiêu tiền vào những khoản vô ích thay vì tiết kiệm để mua một chiếc xe tử tế. Những chiếc xe thời thượng mà tầng lớp trung lưu lái thường quá đắt, mất giá và được mua trả góp, điều đó thực sự khiến họ khó giàu có thực sự. Tầng lớp thượng lưu và những người giàu có không dùng cách ăn mặc để báo hiệu về vị trí xã hội. Họ không quan tâm tới việc người khác đánh giá thế nào về quần áo, xe cộ và nhà cửa của mình, mà tập trung hơn vào những điều quan trọng khác. Khi đã có nhiều hơn và khẳng định được vị trí của bản thân trong lĩnh vực riêng, bạn có thể quan tâm hơn đến ngoại hình và thể hiện bản sắc riêng của mình thông qua trang phục nhiều hơn. Đừng phung phí tiền bạc để cố gắng tỏ ra giàu có, hay là phung phí tiền bạc vào những thứ vật chất vô giá trị chỉ để gây ấn tượng với người khác. Thay vào đó, hãy dùng tiền để biến mục tiêu của bạn trở thành sự thực. Khi đó bạn sẽ giàu có. Tốt hơn hết, bạn nên chi tiêu vào việc tận hưởng cuộc sống, trải nghiệm và tạo ra những kỷ niệm và đầu tư vào bản thân. Hãy suy nghĩ độc lập và đừng bao giờ lo lắng về việc 95% đám đông đang làm gì.
hãy chú ý và học hỏi từ 5% còn lại. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã theo dõi.